chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ở đây là núi Phượng Hoàng và mình đang tham quan cái hang Phượng Hoàng. Đây hiện tại mình đang chuẩn bị lên cái hang Phượng Hoàng. Nó thuộc ở địa bàn là Võ Nhai, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên để khám phá xem hang Phượng Hoàng sẽ có cái gì nhiều nhé các bạn nhé. Nào đi thôi. Thế là cái hang Phượng Hoàng là mấy bên trên kia không? Hang ở trên có lưới lên đúng không? Có đường bậc kia con. À đây à, vâng. Tôi cảm ơn ông nhé. Vâng. Vào hang nước. Ôi cảnh đẹp quá. Lối lên hang cũng đi từ đấy à? Cũng đường 60 thác nước con. Vâng. Thác nước là có cái đường bê tông ra để là đi lên theo bậc lan can. Vâng, hang là ở trên kia, hang trên này. À đây à. Vâng, hang trên đấy. Ừ. Vâng, đang xây dựng, đang còn làm khu quản lý đây. Khu này đang ra sửa là làm khu du lịch đẹp đấy anh nhỉ. Rất đẹp luôn các bạn. Đây là khu đang sửa để làm khu du lịch này. Rất là đẹp luôn. Các bạn mà chụp ảnh ở đây rất là đẹp đấy. Rồi mình sẽ lên tham quan hết cho các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn có thể thấy là ở bên phải, ở bên phía bên trái đây là đang trồng cỏ và cây này, cọ này rất đẹp này. Đây có thác nước rất là tuyệt vời luôn. Ở đây có thác nước này các bạn này. Rồi thác nước khả năng là nhân tạo, tạo một phần. Ôi hay quá, rất là đẹp. Đấy, cầu chống vứt rác. Đây, ôi thác nước đẹp chưa các bạn. Tôi sẽ đi vòng quanh các bạn xem nhé. Cây này, cây được nhân tạo thì là rất là đẹp luôn. Đây là một khu mà để có thể mình nghĩ là sẽ là một khu du lịch tới đây sẽ rất là đẹp đấy. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Đây các bạn này, thác nước này. Rồi, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây có hai anh cũng đi tham quan. Với nước tự nhiên. Nước này thì là ở trên núi chảy ra đấy các bạn ạ. Nước ở trên núi chảy ra. Đây, các bạn có thể thấy là đây một khu vừa là thiên nhiên vừa là nhân tạo, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nước được chảy từ trong núi chảy ra các bạn nhé. Nước hoàn toàn được chảy từ trong núi chảy ra, nước rất là sạch trong. Đó. Tôi vừa có thấy bác ở kia, bác có nói rằng là lên động và còn phải xuống, đi lên trên đỉnh núi rồi là xuống dưới hang là 100 mét. 100 mét từ trên xuống, hang sẽ nằm sâu ở dưới lòng đất. Đó, giờ thì chúng ta thử lên xem nào. Đây này các bạn này, đây là một nơi tham quan rất là tự nhiên, rất là thiên nhiên, rất là đẹp luôn. Đó, những thác nước được tạo nhân tạo. Rồi, cho các bạn tham quan một lượt đã nhá. Xong rồi chắc chắn là tôi sẽ phải có vài chụp ảnh ở đây bây giờ. Rất đẹp các bạn ạ. Ôi, nước ở đây này. Ở đây là còn làm một nguồn nước sạch cho có lẽ là khu vực ở đây, dân ở đây. Các bạn thấy là rất nhiều ống nước. Các bạn có thể thấy đây là những cái chỗ lấy nước cho người dân quanh đây, Kia là hai bác đã vào đến kia xin lỗi. Rồi nào hãy tham quan. Đây là từ trên thác nhìn xuống các bạn này, cảnh rất là đẹp. Cây cổ thụ. Đây nước rất là trong luôn. Rất đẹp luôn. Đây là một cái hang mà hang nước chảy từ trong hang ra các bạn ạ. Nước đâu mà nhiều thế nhỉ. Đây, rất nhiều ốc luôn các bạn này. Ốc này, cá này. hang suối mỏ gà. Giờ thì tôi sẽ thử lên đến đây xem nào. Ui. À đây, nước được chảy ra từ đây các bạn ạ. Ôi trong này có cái chậu nữa nào nhỉ? Ở kia có cái gì kia? Cái kia là cái gì mà lại buộc ở đấy nhỉ? Tất cả nước thì đều từ đây chảy ra các bạn ạ. Ôi. Hàng nước này. Rồi. Wow. Và đây là căn chiếu của bác Hà có đủ ở đây. Ôi trông khủng khiếp nhỉ các bạn nhé. Nước từ lâu ra nhiều hết không biết. Hàng rất đẹp luôn. Hàng rất đẹp luôn. Đây. Các bạn ạ, hàng rất đẹp, núi đá được tự nhiên, thiên nhiên tự tạo. Rất đẹp ở đây này. Đây mỏ này. Đây có cái mỏ này. Đấy. Rất đẹp luôn. Rồi từ phía trong người ta nhìn ra thì sẽ thấy cảnh toàn rất là hùng vĩ các bạn ạ. Và tôi nghĩ rằng là rất hiếm nơi có được những cảnh như thế này. Đây, nước rất là đẹp. Hôm nay là mùa đông chứ mùa hè thì cũng là tắm mình tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, giờ thì phải ra làm vài chụp ảnh xong rồi lên hang Phượng Hoàng các bạn ạ. Cái cây mọc tự nhiên mà nhìn cứ như là người nhân tạo. Cây đẹp không? Mọc rất là đẹp luôn. Hàng ngày cũng thấy rất là nhiều người đến đây tham quan. Rồi chúng ta cùng lên hang Phượng Hoàng các bạn nha. Đây là cái chắc là chỗ này không cho bán hàng nữa rồi. Có lẽ tham quan đây là cũng mất phí đấy chứ anh nhỉ? Nó có mất phí không? Nhưng mà chưa thấy bác trông coi đây bác ấy nói gì đến phí cả. Là cứ đi đã. Đây là lối lên. Các bạn có thể nhìn thấy là có hàng rào kìa. Trên mãi trên kia có hai anh đã lên trên kia rồi. Ây dồi vào nước. À, hôm nay được leo trèo thoải mái rồi. Trưa này chưa được ăn cái gì. Hẳn một mẹt bún đậu mắm tôm rồi mà bây giờ vẫn kêu là chưa được ăn cái gì bổ dưỡng mấy. Bây giờ mình sẽ chôn cô ấy cho cô lên mình. Đứng lại đây, đợi xem cô thế nào. Không cần à? Không cần ai nhỉ? Khác đi với mình à? Lên đây anh thực hiện nhưng mà chưa bao giờ anh làm đi anh. Là gì? Buộc tóc cho vợ. Buộc tóc cho vợ? Được, thì anh mới buộc tóc cho. Cô bảo buộc đi xong cô cho chỗ này các bạn ạ. Đâu? Nhiều không? Có vẻ nhiều phết nhỉ. Được, buộc tóc được bằng này có được không? Còn được bằng đấy thì các bạn có buộc không nào? Tôi không buộc. Giá trị của người đàn ông phải ấy là buộc tóc một cái là chỉ nó thế rồi, xinh rồi. Thế buộc thế làm sao mà biết buộc? Có cho tiền không biết buộc các bạn. Quay xuống là mất đấy. Hôm nay có cơ hội giảm cân các bạn ạ. Hôm nay chắc chắn sẽ đạt 10.000 bước chân. Về tối về không phải tập nữa. Đây là cảnh quan trên đường đi lên hang Phượng Hoàng các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Cây là cây gì nhỉ? Đây là cây gì mà nó đều nhau ấy nhỉ? Còn tít tắp kìa các bạn ạ. Trời ơi đường còn dài. Đây là trên núi nhìn xuống các bạn này. Rồi tìm từ trên xuống. Cảnh rất là đến rất là cao rồi đấy. Sau khi đã bỏ của áo thì tôi cảm thấy là nhẹ nhàng hơn. Và giờ chinh phục nó. Kinh nghiệm leo núi là phải hít sâu và thở từ từ, bước đều đặn. Các bạn sẽ đạt đến mục tiêu một cách nhanh chóng. Lúc đầu thì thở từ từ, giờ tôi không thể thở từ từ nữa. Ai, mệt quá. Cô ta đã mệt. Gục ở kia. Vui các bạn ạ. Ở đây bắt đầu tôi đã cảm thấy hơi bằng bằng rồi. Chắc sắp sửa tới rồi. Nào, cố lên. Let's go. Ai chà, vẫn còn đường lối đi nhiều lắm. Không biết là núi ở đây có ấy không? Có khỉ không? Có thú rừng không? Cây to này các bạn này. Đây là rừng núi đá. Ui, có vẻ vắng vẻ ghê. Mệt thế nào rồi? Gì? Những cái sung hay là cái gì mà có quả bám đầy này? Thế nào? Đi tiếp hay là xuống? Ừ. Nào dậy đi tiếp. Sao đến rồi, một lúc nữa đến rồi. Không đi cứ ngồi đây làm sao mà đến? Ở trên cao kìa. Không mà. Bây giờ mới đến. Yếu thế. Lên không muốn đi, xuống không muốn. Đến đây rồi phải đi khám phá xem là hang nó thế nào nhé. Cứ đi đi, không mệt đâu. Ui, đây cũng giống như một cái hang à. Chắc vẫn còn lên nữa. Hãy còn khá là nan giải các bạn ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị lên đến đỉnh núi. Ở trên này nhìn xuống thì chắc là cao lắm rồi. Không biết là còn lên nữa không. Chắc chắn là vẫn phải lên tận trên kia kìa. Đấy, trên cái núi kia. Nhìn xuống rất là vĩ diệu. Thời tiết rất là mát mẻ, rất là đẹp. Có hai đồng chí cùng đi nhưng mà có lẽ là các bạn ấy đã đi xuống rồi. Giờ thì vẫn còn vợ chồng tôi chinh phục. Let's go. Sao? Đi nhá. Nào, cầm tay giúp sức. Đi. Đưa tay đây. Đi thôi. Đi. Nó là tối đấy. Mưa rồi đó. Ừ. Đến đây chẳng nhẽ không lên. Nào lại tiếc bảo là lên đến đây lại không đến đấy. Đi. Sắp đến rồi, cố lên. Có mùa du lịch hay là như nào ấy. Ở đây có lễ hội hay gì không? Đây người ta bán hàng, ngày xưa người ta bán hàng đây này. Đấy, bình thường người lên đây là có bán hàng. Đã muốn mưa rồi. Ở đây lại có một chỗ bán hàng nữa này. Hôm nay hay là cái mùa này người ta chưa mở cửa hay thế nào. Đây họ không bán hàng. Đấy, chỗ trắng trắng kìa. Ngày xưa chèo đồi được mà sao giờ yếu thế. Vẫn xinh phết đây. Dụ gái lên rừng các bạn ạ. Ôi, dụ lên trên rừng mà mệt ghê. Cố lên. Cố lên. Sắp đến nơi rồi. À đây rồi, đấy rồi. Đi 3 bước đòi nghỉ. Đi 3 bước đòi nghỉ thế này. Bao giờ mới đến nơi. À, như là sắp đến rồi các bạn ạ. Đến rồi thì phải. Ồ, vẫn còn lên. Trời ơi, vẫn còn lên nữa. quyết chinh phục các bạn ạ. Vâng, tôi đã bỏ cuộc vì đường còn rất là dài mà bạn gái tôi thì cô ấy không thể đi được nữa, vậy tôi phải quay xuống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ở những địa điểm khác các bạn nhé. Tôi hứa là tôi sẽ chinh phục được những điểm khác không để như thế này nữa.